Thưa quý vị và bà con, chương trình giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cách đây 3 năm. Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông thời gian qua cũng đã tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên. Tuy nhiên, bước vào năm học mới giữa vô vàn khó khăn dịch bệnh, điều lo lắng của phụ huynh và nỗi băn khoăn của nhà trường là làm sao đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Hơn 20 năm đi dạy, hôm nay cô giáo Trần Kim Ngân lại là học viên của lớp học này. Đây là lớp tập huấn xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Những nội dung này, hầu như giáo viên nào cũng nắm bắt, nhưng khi được tập huấn, họ hiểu cặn kẽ hơn và vận dụng cũng thành thục hơn. Tôi thấy rằng khi mà mình xây dựng nội dung chương trình dạy học và những phẩm chất năng lực để cho học sinh đạt được, tạo thuận lợi rất nhiều cho giáo viên và cho học sinh cái cơ hội để các em có thể hoàn thành được những cái yêu cầu năng lực phẩm chất để tiếp tục học lên chương trình trung học cơ sở. Trường Tiểu học Tân Lập 2, thành phố Nha Trang có 2 giáo viên tham gia lớp tập huấn. Cả hai đều là giáo viên cốt cán. Kiến thức từ khóa tập huấn sau đó được họ truyền đạt cho các giáo viên khác. Đây là cách để giáo viên phổ thông nhanh chóng tiếp cận phương pháp phát triển phẩm chất năng lực học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thời điểm này, do dịch bệnh, ở những địa bàn như thành phố Nha Trang, học sinh tiểu học chưa đến trường. Cô giáo Minh Phượng hàng ngày trao đổi với từng phụ huynh, kịp nắm bắt thế mạnh, điểm yếu của từng học sinh. Có đầy đủ các dụng cụ học, rồi sách vở. Có hiểu rõ từng học sinh thì mới dễ dàng phát triển năng lực của từng em. Để phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, trong cái tình hình dịch bệnh này sẽ có những cái bài mà giáo dục sức khỏe lồng vào trong bài tiếng Việt hoặc là bài tự nhiên xã hội. Đầu năm học này, hơn 3.000 giáo viên các cấp ở 10 tỉnh phía Nam đã tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Từ định hướng chung, mỗi địa phương lại tìm những cách vận dụng để phù hợp với thực tế. Như ở miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nơi học sinh chủ yếu là con em đồng bào Rắc Lây, giáo viên tập trung phát triển năng lực của các em gắn với từng bài học. Và nhất là cái chỗ môn tiếng Việt được dạy nhiều hơn, cho nên là sang năm học sinh lớp 2 thì các em cũng đa phần là các em cũng đã biết đọc thông hoặc đọc viết tốt. Dịch bệnh, học trực tuyến, đó là trở ngại lớn nhất khi bước vào năm học này. Khó khăn ấy đòi hỏi giáo viên càng phải chú trọng phát triển năng lực cho từng học sinh, chẳng hạn như năng lực tự chủ. Một khi giáo viên giúp các em phát triển năng lực này thì cũng có nghĩa sẽ bớt đi nhiều nỗi lo khi các em học trực tuyến.